Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Vừa nãy trong chớp mắt, hình như cảm nhận được hơi thở của tử vong, đã đến bờ vực của quỷ môn quan rồi. Đối diện với một thương đánh nén rất là bất ngờ của sư tôn, mình căn bản là không có bất cứ lực phản kháng nào. Nhưng mà Tiểu Nhã muội ấy, không, Tiểu Nhã muội không sao chứ? Sư huynh muội hiểu chưa? Đệ tử hiểu rồi. Trong ba đệ tử, chỉ có tư chất của ngươi là mạnh nhất, gần như là vượt qua tất cả những người mà ta gặp mấy nghìn năm nay. Tinh giới, thế giới hư không, vạn yêu giới xuất hiện nhiều hạt giống tốt có thiên tư xuất sắc. Nhưng mà nói về thiên phú tu hành, không ai so được với ngươi. Ngộ tính của ngươi vô cùng tốt, mặc dù trước đây ở trên thương đạo đã đi một vài đường sai trái, nhưng mà ta tin rằng sau khi trải qua lần này, thực lực của ngươi sẽ có một bước đột phá rất lớn. Vâng, đa tạ sư tôn đã chỉ điểm. Xin sư tôn hãy chỉ giáo, đừng có căng thẳng như vậy, ta cũng không làm gì với ngươi đâu. Tiểu úy, từ trước đến nay, ngươi làm rất tốt, chỉ cần chỉ điểm một chút. Đây chính là huyền diệu của chân lý của thời gian đại đạo. Chỉ điểm của sư tôn thật sự là khiến người khác có được lợi ích. Một lát sau, sư tôn, đệ tử đã lĩnh ngộ rồi. Rất tốt, ta đã từng tham ngộ một đạo thần thông. Cần đạo không gian thời gian phối hợp với nhau mới có thể thi triển ra. Uy lực vô cùng mạnh. Dạ Bạch và Hứa Ý, nếu như có thời gian rảnh rỗi, có thể thử tham ngộ một chút, nói không chừng là sẽ có thu hoạch. Đây là Nhật Nguyệt Thần Luân, muốn thi triển. Sư huynh sư đệ của các người cần phải đồng tâm hiệp lực mới có khả năng. Nếu như thật sự có thể phối hợp thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân, đây sẽ là một đạo sát thủ giản siêu cấp của chúng ta. Đa tạ sư tôn, chúng ta có thể thử. Ta còn có một vài việc cần xử lý, đợi sau khi đại quân của nhân tộc tới, Ô Quảng sẽ tìm cơ hội đưa các ngươi ra ngoài. Tiền bối, ta phải đi rồi. Bên ngoài Thoái Mặc Quân phải làm phiền cho tiền bối lo lắng rồi. Phải đi bên đó sao? Có thể là một cơ hội. Vì thế, cho dù có như thế nào cũng phải đi xem cho rõ. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận, tình hình cụ thể ta không biết rõ. Nhưng mà Ô Quảng nói qua với ta, có một vài tình báo, nơi đó có lẽ là không an toàn, đừng có gặp chuyện đấy. Tiền bối yên tâm, ta sẽ xem tình huống rồi làm việc. Ô Quảng bắt đầu đi. Chắc chắn là muốn đi chứ, bất phí lời, đã đi vào lúc này rồi, ở đâu ra mà còn đường rút lui. Ta có thể đưa ngươi đi, nhưng ở nơi đó ta cũng không ra sức được gì cả, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi thôi. Tất nhiên, được rồi, liên quan đến vùng đất chưa biết, trước đây ta đã tiết lộ ra một vài tình báo cho ngươi, nhưng mà không có chi tiết, bởi vì ta cũng khó mà nhìn ngén được huyền diệu ở nơi đó. Trên thực tế, nếu như không phải là sức mạnh bạo động lần này của Mặc, ta thậm chí không biết ở bên trong Sơ Thiên Đại Cấm lại có một nơi, lại tồn tại một nơi đặc thù như vậy. Đó là đường lui mà Mục để lại. Mấy nghìn năm trước, lần đầu tiên nhân tộc Viễn Trinh, quân Viễn Trinh tổn thất nghiêm trọng nặng nề. Mặc bổn tôn thức tỉnh, nhìn thấy đại cấm sắp bị phá, Mặc muốn thoát khỏi ra ngoài, Mục đột nhiên xuất hiện, cô ta hóa giải nguy cơ của nhân tộc. Tất cả mọi người đều cho rằng đường lui mà Mục để lại đã hoàn toàn phát động rồi, đến ngay cả mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng Ô Quảng nói với mình, thủ đoạn này còn có dư vị, chính là giấu ở trong một vùng đất thần bí.